Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một cái phần mềm mà các bạn có thể quét dọn được cái hệ thống Android của mình. Đó chính là Clear Master. Thì các bạn thấy đây, đây biểu tượng cái chổi thì mình sẽ ấn vào luôn. Đó, thì nó sẽ hỏi là Clear Master các bạn có cấp quyền root cho máy không? Thì mình nghĩ là có. Đó. Thì ở đây các bạn thấy thì giao diện nó rất là đơn giản. Các bạn sẽ thấy hai cái vòng tròn lớn này biểu hiện cái phần trăm mà các bạn đã sử dụng trong cái bộ nhớ các bạn. Thứ bên này đó là phần trăm sử dụng RAM của các bạn. Các bạn ấn vào thì các bạn sẽ thấy là cái bộ nhớ các bạn đã sử dụng và những cái ứng dụng nào đang chạy ở trong này. Thì cái phần mềm này sẽ giúp các bạn quét dọn hệ thống. Ví dụ ở đây nó có báo cho mình là mình có khoảng 388MB có thể giải phóng nếu mà mình giải phóng RAM. Thì nó sẽ tắt những cái ứng dụng mà đang chạy nền đi mà không cần thiết. Mình sẽ ấn vào đây, nó sẽ giúp tăng tốc các bạn. Đó, đã giải phóng được một phần bộ nhớ như vậy. Thì lượng RAM cũng giảm xuống và nó giúp cho các bạn máy chạy mượt mà hơn. Ngoài ra thì nó sẽ có một số cái chế độ ở đây, ví dụ quản lý ứng dụng. Cái này nó cũng giống như App Manager của những cái máy trên hệ điều hành Android. Tuy nhiên nó sẽ có thể gỡ một số cái cài đặt mà mình không thể nào gỡ được trên cái phần kia được. Ngoài ra thì nó sẽ giúp các bạn có thể sao lưu các ứng dụng này để có thể không bị mất. Tiếp theo đó là phần tăng bộ nhớ. Thì cái phần này cũng tương tự như mình đã giới thiệu trước. Tuy nhiên là có một số cái thì khi các bạn tự động thoát nó sẽ tự động chạy lại. Vì mình nghĩ cái này sẽ khá là tốn pin cho các bạn, bởi vì nó sẽ liên tục nạp lại những cái dữ liệu mới. Mình nghĩ là các bạn không nên lạm dụng quá cái phần này. Tiếp theo tức là cái tìm rác. Thì ở cái phần này thì các bạn nên để cho máy tự động chạy, thì nó sẽ quét cho các bạn máy vào dò ra xem máy chúng ta có bao nhiêu cái tệp tim rác mà không thể sử dụng được. Đó, từ đó thì chúng ta có thể xóa nó đi để làm chống bộ nhớ cũng như là làm tốt hơn cho cái hệ điều hành này. Như vậy, nó đang quét đấy. Bạn như thấy là gần 1GB luôn. Rồi, mình nếu mà mình ấn dọn nó sẽ dọn hơn 900MB luôn. Phần cuối cùng đó là bảo mật và riêng tư. Thì cái phần này sẽ giúp các bạn quét những ứng dụng mà các bạn đã cài đặt nó liên quan đến hệ thống của các bạn và tránh để những kiểu hacker và những cái vấn đề nguy hiểm như history của các bạn muốn giấu và không muốn cho người khác biết các bạn vào web nào đấy thì sẽ được thể hiện ở đây. Nhìn chung thì đây là một phần mềm khá đơn giản, cách sử dụng thì chỉ việc ấn nút thôi và nó sẽ tự động hầu hết những hoạt động của mình. Cá nhân mình thì mình đánh giá đây là phần mềm hay và hữu dụng cho các bạn nếu các bạn muốn cái máy Android của mình chạy mượt mà hơn. Tuy nhiên là mình vẫn khuyên các bạn không nên sử dụng quá lạm dụng cái việc các bạn queue những cái phần mềm đang chạy để tăng tốc cho máy, bởi vì là khi các cái ứng dụng đang chạy nền mà các bạn tắt ứng dụng nó đi thì việc các bạn bật lại thì sẽ khiến cái máy càng ngày càng tốn pin hơn. Rồi, bài giới thiệu cái Clear Master của mình đến đây hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thì đây là đúng là như cái tên nó, ứng dụng VGS với chất lượng rất là cao. Khi màn hình mở vừa mở thì nó sẽ cho phép chúng ta